Trong lúc chờ con gái được nội soi gấp xương cá, người đàn ông đã quát tháo, xông đến bóp cổ một bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp làm rõ, xử lý sự việc này. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, bé gái 10 tuổi bị hóc xương được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận sinh hiệu bình thường. Bác sĩ trực cho bé ngồi chờ và liên hệ bác sĩ tai mũi họng để nội soi gấp xương cho bé. Trong lúc bé đang ngồi yên, thì đột nhiên một người tự xưng là bố của bé đi vào khoa cấp cứu la hét, không đồng ý chờ đợi, xông vào tấn công, đẩy bác sĩ vào tường, bóp cổ và quay clip. Ngay sau đó, bảo vệ bệnh viện đã kịp thời có mặt và ngăn chặn hành vi này. Vào cuộc điều tra, công an quận Bình Thạnh đã mời Đào Quốc Bảo là người đã có hành vi đánh bác sĩ BHT sinh năm 1989 đến làm việc. Làm việc với công an, Đào Quốc Bảo thừa nhận do lo lắng cho sức khỏe của con gái nên có hành động dùng tay bóp vào cổ của bác sĩ và mong muốn được bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện, cộng đồng tha lỗi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ. Nếu đủ cơ sở, sẽ tiến hành khởi tố vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.